Hello, xin chào mọi người, mình là Đức đến từ Hexagon Academy. Trong video hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho mọi người một vài cái comment ở trên kênh channel của mình nhé. Rồi, cái comment đầu tiên của bạn ấy là làm sao để có thể làm sàn gỗ bằng cái công cụ UV Tool trong cái bài hướng dẫn UV Tool của mình. Thì cách sử dụng nó cũng rất là đơn giản, mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn, được chưa? Đương nhiên là khi mà làm sàn gỗ thì chúng ta có nhiều cách. Nếu mọi người có những cái texture sàn gỗ rồi, có nghĩa là nó chia tấm, chia thớ rõ rồi thì mọi người có thể sử dụng luôn được, được chưa? Nhưng mà cái việc đấy thì mình thấy là nó không được linh hoạt lắm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình vẽ ra thì phải thi công được, đúng không? Và khi mà thi công được thì người ta phải biết là chúng ta dùng cái sàn gỗ gì, đúng không? Mã gì. Đấy, do vậy là ví dụ như chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta có một cái sàn gỗ như này. Đây, mình sẽ mở cho mọi người xem nhé. À, không phải có một sàn gỗ như này mà chúng ta có những cái mã gỗ như này. Đây, ví dụ thì mai sau chúng ta thi công chúng ta sẽ chỉ đạo là mình dùng cái mã này của An Cường, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ phải xử lý làm sao cho nó thông minh và cho nó đẹp nhất. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta có những cái texture là cả sàn gỗ rồi thì mình thấy nó hên xui thôi. Còn nếu mà vẽ thì đẹp nhưng mà để vẽ đúng và đưa ra được cái thi công thì mình sẽ thấy nó hơi hên xui nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xử lý từ những cái map như này. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tắt những cái này đi. Và đương nhiên là mình sẽ tạo ra một cái tấm plane ở đây. Tấm plane đây thì mình sẽ để kích thước là 5000 x 5000. Ok. Đây, nó sẽ như thế này, được chưa? Rồi, sau khi xong thì mình sẽ tạo ra một cái kiểm, đây là kiểm floor generator. Ok. Đó, bây giờ thì mình sẽ kéo nó sang bên này khoảng tầm 2 cái. Chúng ta cùng thử với cả nhiều trường hợp, được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái map gỗ, được chưa? Đây. Ok, mình đã chuẩn bị sẵn một cái map gỗ ở đây rồi, một cái vật liệu và đổ mỗi cái map diffuse thôi. Cái này thì mình sẽ không làm phản xạ hay khúc xạ gì cả, được chưa? Để diffuse thôi cho mọi người dễ hình dung. Thì chúng ta sẽ quét chọn cả ba cái đối tượng sàn này và đổ cái vật liệu này vào. Đây. Đổ vào và nhớ show map này nhá. Rồi, thì cái đầu tiên mọi người thấy là chúng ta không can thiệp gì vào, được chưa? Ngày trước thì chúng ta hay sử dụng cái gì? Chúng ta hay sử dụng là multi texture, được chưa? Chúng ta bắt đầu cắt nhỏ cái map kia ra và tạo ra nhiều cái map con để trải vào từng cái phần sàn này. Nhưng mà như thế thì nó sẽ hơi tốn thời gian. Do vậy là mọi người có thể là bây giờ dùng cái cách mới đi cho nó đỡ mất thời gian nhá. Rồi, bây giờ chúng ta chọn cái sàn này. Mọi người tích cho mình vào cái kiểm là UV Tool. Ờ, mọi người lại làm tương tự như cái cách mà mình làm trong video đó thôi. Đó là mọi người tích vào mục S. Rồi, tích vào mục Normal Mapping. Và tích cho mình vào mục là gì đấy? Flatten Mapping. Đó, sau khi mọi người tích vào Flatten Mapping thì mọi người thấy là bây giờ mỗi một cái tấm gỗ này của mình đã có một cái texture khác nhau rồi, được chưa? Tuy nhiên thì nó có một vài hạn chế. Ví dụ như những cái đoạn điểm nối, điểm giao này đây, nó chưa được hoàn hảo lắm. Thì mọi người có thể là xử lý cái texture của mình bằng cách là đưa nó về texture Seamless. Bằng cách lên mạng search là Seamless Online và mọi người chuyển cái texture, cái map gỗ của mình thành texture Seamless là được. Thì nó sẽ giải quyết được những cái góc này nhá. Còn về cơ bản, cách làm như vậy là rất là nhanh rồi. Và nó đã có những cái sự random nhất định rồi. Nếu mọi người muốn thì làm sao đây? Hoàn toàn có thể là xoay. Nhưng mà xoay như này thì nó không đúng lắm, đúng không? Nhờ, đấy. Thì mọi người sẽ có thể là để nguyên trong cái trường hợp này. Nếu mà trong trường hợp mà nó bị làm sao đấy, vuông góc lên trên này thì mọi người xoay được nhá. Đó, thì mọi người thấy ngay chỉ một vài cái click của mình thôi là đã xong được cái sàn gỗ rồi rồi. Và nếu mà cái kích thước của cái sàn này nó chưa đúng thì mọi người có thể là dùng lệnh gì đấy, scale, để chúng ta scale lên làm sao cho nó vừa mắt là được nhá. Ok. Đấy, thì mọi người thấy là chúng ta đã xử lý xong cái phần sàn gỗ này rồi. Được chưa? Đấy, những cái đoạn này thì chúng ta nên xử lý cái map thành map seamless nhá. Còn nếu mà để map mặc định như này thì có thể là nó sẽ chưa hoàn hảo được ở những cái điểm nối. Đó, ok. Rồi, tương tự với cả cái phần bên cạnh, chúng ta sẽ sử dụng là những cái xương cá đi. Cái sàn xương cá đi, xem mà chúng ta áp dụng như nào. Ok, nó cũng đang tương tự như này đúng không? Mọi người tích vào mục S này. Rồi, chúng ta tích vào mục vào gì đấy? Normal Mapping. Và chúng lại tích vào gì? Flatten Mapping. Ok, đó. Thì nó cũng tương tự như vậy đúng không? Phần này chúng ta muốn scale lên thì mọi người lại kéo cái này scale lên. Đấy, scale lên một chút thì thấy nó cũng đỡ hơn, đúng không? Đó. Ok chưa? Thì đấy là cái cách để chúng ta làm sàn gỗ cực kỳ đơn giản nhá. Mọi người có thể là hình dung và thực hành luôn cho mình. Còn nếu mọi người muốn xem cái video UV Tool thì mình sẽ gắn lên trên góc bên tay phải của video để mọi người tích vào đó mọi người xem nhá. Thì đấy là cái cách để chúng ta có thể là làm những cái sàn gỗ bằng những cái map mà theo chỉ định của hãng để trợ tải ở bên An Cường về để mọi người sử dụng thì nó sẽ đúng hơn. Mai sau thi công thì chỉ đạo nó sẽ chuẩn hơn và khách hàng cảm nhận được đúng cái vật liệu thực tế. Ok.
Đó là về phần sàn gỗ, mọi người có thể áp dụng với cả tất cả các loại sàn, kể cả là gạch, được chưa? Gạch mình cũng có thể áp dụng được nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả câu hỏi tiếp theo. Ok, với câu hỏi tiếp theo thì bạn ấy hỏi là khi mà em render xong rồi thì bây giờ em nên xếp thành cái file gì để cho tiện cho việc hậu kỳ, được chưa? Ok, khi mà bạn đã render xong rồi thì mình sẽ có rất nhiều cách để mọi người xếp. Nếu mà mọi người đơn giản là mọi người render xong và chúng ta đã làm rất là ổn ở trong phần Corona render hay là bất kể trình render nào khác rồi thì mọi người có thể xếp sang định dạng là JPG và gửi cho khách luôn cũng được, được chưa? Nếu mà chúng ta không quá chuyên sâu về vấn đề là hậu kỳ nhá. Còn nếu mà mọi người chuyên sâu về vấn đề hậu kỳ, mọi người làm diễn họa hay mọi người làm những cái lĩnh vực mà cần quan tâm hình ảnh hơn, bất động sản các thứ, thì mọi người sẽ xuất file ra như này cho mình. Đầu tiên là chúng ta phải xác định là chúng ta có muốn lấy bầu trời này hay không. Ví dụ như là mình muốn lấy bầu trời này thì mọi người có thể là xuất file như này. Mọi người sẽ tích cho mình vào kiểm là save all, được chưa? Save all, bởi vì sao? Bởi vì trong này chúng ta sẽ có những cái kênh element mà chúng ta sử dụng, được chưa? Đấy, có rất là nhiều kênh element mà chúng ta sử dụng ở đây. Đấy, ví dụ như ID này, white color này, được chưa? Đó. Thì mọi người sẽ có thể là đưa về cho mình về cái kiểm là beauty. Đó. Làm mix ngày xưa ở đây thì mình cũng không có dùng nhiều đâu, chỉ cùng kích hoạt lên một tí thôi. Đấy, thì mình sẽ chọn vào đây là save all, được chưa? Save all ở đây thì mọi người sẽ chọn cho mình cái đuôi nó xếp ra là đuôi file tiff nhá. Đấy, thì thói quen của mình thì mình hay dùng file tiff và chọn vào save all này. Rồi chúng ta sẽ, nếu mà mọi người là không muốn loại bỏ bầu trời này, được chưa? Không muốn loại bỏ bầu trời này nhá, thì mọi người sẽ bỏ kiểm này cho mình. Còn nếu mà mọi người muốn loại bỏ cái phần môi trường, được chưa? Thì mọi người sẽ tích phần này lên cho mình, được chưa? Ok, và mình sẽ ấn là ok nhá. Rồi, và mọi người sẽ thấy là bắt đầu là những cái ảnh này của chúng ta nó kết xuất ra rồi. Đó, tất cả các ảnh của chúng ta kết xuất ra. Đó. Và lúc này thì chúng ta sẽ đưa vào Photoshop chúng ta hậu kỳ như bình thường thôi. Ví dụ cái file này thì mình đã làm từ rất lâu rồi, mình sẽ bật lên cho mọi người xem nhá. Đấy, thì nói như mình vừa nói với mọi người là nếu mà các bạn mà làm về hậu kỳ diễn họa thì mọi người sẽ xếp file tiếp như này, thậm chí có thể xếp được cái file nó cao hơn nữa cũng được nhá. Đây ví dụ như mọi người muốn xếp cái file chất lượng nó cao hơn nữa, có thể xếp thành 32 bit nữa ạ. Đó, nó sẽ có một cái đuôi ở đây là cái đuôi đây, để mình tìm lại xem cái đuôi là cái đuôi gì. Đây, mọi người có thể xuất ra cả file EXR cũng được nhá. Đấy, nhưng mà thường thì mình nghĩ là mình chỉ cần file tiếp thôi, bởi vì là mình không làm diễn họa chuyên sâu. Chuyên sâu như vậy là mình chỉ đơn giản là xếp ra file tiếp nếu mà mình muốn hậu kỳ nó chuyên nghiệp. Còn nếu mà mọi người chỉ cần đơn giản là xếp ảnh ra thôi thì chỉ cần JPG là ok rồi nhá. Xong rồi mình vào shop mình kéo một chút. Thì đây là cái bài mà mình xử lý, được chưa? Cái bài này thì mình quản lý layer rất là kỹ càng, mọi người có thể là nhìn qua một chút ở đây. Còn trong cái video này thì mình sẽ không nói quá nhiều về cái phần quản lý bằng shop. Nếu mọi người muốn thì mình sẽ làm một video khác, được chưa? Đây. Đó, thì mọi người sẽ thấy là cái phần layer 0 của mình nó sẽ là cái này. Đây chính là cái ảnh tiếp của mình, được chưa? Mình đưa vào và mình thêm sky ở đây. Thêm bầu trời này. Rồi thì những cái channel để mình hậu kỳ ảnh, hay là phần ghép người, được chưa? Đấy, hay là cái phần cân bằng màu lại, phần này thì mình dùng hơi ít. Đó. Và những cái phần bên trên này thì mình sẽ đưa cái gì? Đưa những cái liên quan đến mask này, ID này, alpha này, white color, có những cái để mình lựa chọn đối tượng để mình hậu kỳ nhá. Thì đấy là cái cách để chúng ta xếp file ra, chúng ta biết chọn cái kiểu xếp nào cho nó hợp lý nhá. Còn nếu mà trong trường hợp mà bạn hỏi bị cái lỗi là khi mà chúng ta xếp file ra thì chúng ta bị cái màu ở ngoài thực tế nó tối hơn cái màu ở trong 3D render của chúng ta ấy, thì có nghĩa là mọi người đang bị một cái là cái override nó bị lỗi. Override nó bị lỗi thì các bạn có thể fix một cách nào, đó là khi mà chúng ta xếp hình ảnh ra ấy. Đây, ví dụ chúng ta xếp này, mọi người sẽ để đây là chế độ là JPG. Đây, xếp ra. À, cái này thì nó sẽ không có đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta lưu trực tiếp từ trong trong phần render ấy thì nó sẽ hỏi cho mọi người, có nghĩa trong phần render 3D chúng ta vừa render xong chúng ta xếp ảnh ra ấy, thì mọi người để ý cho mình cái gamma nhá. Gamma được chưa? Thì nếu mà chẳng may nó bị lệch màu thì mọi người sẽ set cho mình cái gamma lên 2.2. Còn nếu mà để mà nó tránh bị lệch màu đi nữa, có nghĩa là mai sau chúng ta xếp ảnh ra chúng ta không phải lăn tăn, thì mọi người vào cho mình mục customize này, preference này, được chưa? Trong mục gamma này thì mọi người enable cái gamma này lên và để đây là gamma 2.2 là được. Thì mai sau chúng ta xếp ảnh ra nó sẽ không bị chênh lệch màu nhá. Đó, thì đấy là những cái lưu ý trong vấn đề xếp ảnh. Còn một vài câu hỏi nữa nhưng mà nó liên quan đến Maya. Mình cũng có đọc của mọi người rồi.
Nhưng mà mình thì không sử dụng Maya, do vậy là cũng không biết trả lời như nào cho nó hợp lý. Thì các bạn cứ cố gắng tìm cách giải đáp ở trên mạng nhá. Cái đấy thì mình không dùng Maya nên mình không giải đáp được. Hay những cái mà các bạn hỏi liên quan đến bộ cài, thì những cái bộ cài thì mình vẫn khuyên mọi người là nên mua bản quyền, đúng không? Còn tránh sử dụng những cái bộ cài lậu. Tuy nhiên thì nếu mà mọi người bí quá hoặc là mọi người cần thiết vào những bộ cài đấy thì có thể inbox kín cho mình. Còn mình sẽ không, ngoài cái video ra thì mình sẽ không giải đáp những cái vấn đề liên quan đến bộ cài, được chưa? Và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo nhé.